chị em sinh viên thân mến. Như là chúng ta đã được biết các báo đưa tin đó, trường Đại học Hùng Vương là một trong những trường đầu tiên đưa môn âm nhạc truyền thống vào đại học. Thì sinh viên qua du lịch, em nào cũng muốn được học thầy kê những cái lớp mà chưa được nghe giảng thì cũng mong có cái dịp để nghe thầy giảng. Vì vậy cho nên ngày hôm nay trường đã tổ chức để cho anh em mà chưa được nghe giảng đến để thầy kê báo cáo được chuyên đề. Và đó cũng là một cái lý do của buổi báo cáo chuyên đề ngày hôm nay. Đến dự cái buổi báo cáo chuyên đề thì chúng tôi trân trọng giới thiệu về đàn tranh và có những cái đóng góp rất nhiều về cái nhạc cụ này. Và chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu bà Anna Quỳnh Sống là một giáo sư của anh Văn, nhưng đồng thời là một nghệ sĩ nhạc cụ với sáo và là một người mà rất là quan tâm đến âm nhạc truyền thống của chúng ta. Cảm ơn của giáo sư Trần Văn Khê. Chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu nhà văn Lữ Quốc Văn. Và nghệ sĩ Tô Long là một người hay là ca trù. Và để mà biết được những cái nét độc đáo hay là cái đặc trưng, cái bản sắc một cách khoa học thì chúng ta phải cần đến cái phương pháp đối chiếu. Cái phương pháp đối chiếu của giáo sư Trần Văn Khê đã giúp chúng ta đã tìm hiểu một cách khách quan những cái nét độc đáo của âm nhạc Việt Nam. Và hôm nay giáo sư Trần Văn Khê sẽ nói về những nét độc đáo trong đàn tranh của Việt Nam. Xin các thầy cô, kính thưa quý khách, mấy em, đặc biệt là xin chào một cái người giáo sư về Anh Văn và là người nhạc sĩ là đang học tiếng Việt. Tôi hy vọng rằng trong khi tôi nói tiếng Việt thì bà có thể hiểu qua. Hôm nay thì tôi xin nói về những cái nét độc đáo của cái đàn tranh Việt Nam mà so sánh với những cái nhạc cụ đồng loại ở tại châu Á, là bởi vì không phải chỉ ở đất nước Việt Nam có một cái loại như đàn tranh mà ở các nước châu Á, tức là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nhật Bản, Mông Cổ đều có những cái nhạc cụ đồng loại mà do có cái sự có mặt của cái đàn đó làm cho chúng tôi thấy rằng nước Việt Nam ở trung tâm cái vùng văn hóa, ở trong đó có những nước tôi vừa nói lên. I would like to say a few words for you because today I'm speaking about the specificity of the Vietnamese dân tranh as compared to the other musical instruments belonging to the same family of the board sitar, flat strings instruments in China as a guzheng, in Korea as a kajabun, in Japan as a koto, in Mongolia as a yatga, and in Vietnam is the dân. Cái đàn đó không phải có xuất xứ tại nước Việt Nam, bởi vì chúng ta không có thấy ở trên trống đồng, không có trên cái đàn tranh trên chân cột chùa Phật Tích, miếng đá mà kê lên trên cột chùa Phật Tích không có cái đàn tranh. Mà đàn tranh có mặt chỉ lần đầu tiên trong quyển An Nam Chí Lược của Lê Tắc, nói từ nhà Trần có hai loại nhạc: đại nhạc dùng cho trong cung, tiểu nhạc dùng cho trong dân gian. Và trong tiểu nhạc có cái đàn tranh và đàn tỳ bà. Phạm Đình Hổ có viết trong nguyên phần Vũ Trung Trị Quốc, mới nhắc lại nhiều lần về cái đàn tranh, cho rằng cái đàn tranh
ở đất nước Việt Nam có những cái sắc thái đặc biệt là chúng ta có từ 9 giây cho tới 15 giây, mà không phải 16 giây. Có hai cách đánh, một cách là lấy một cái ngậm sậy mà đánh lên trên dây, và một cách là dùng cái móng bằng bạc để mà thải cái đường tranh. Ngoài ra trong tất cả các sách khác không có nói tới cái đường tranh, cho nên chúng tôi thấy rằng cái đường tranh mặc dù rằng có mặt ở đất nước Việt Nam rất lâu, nhưng mà không có mặt trong cung đình, cho nên trong cả lịch sử âm nhạc cung đình không có nhắc tới. Thế nhưng mà cái đường tranh ở trong bàn tay của người Việt Nam từ lâu, và từ đó đến bây giờ nó có nhiều cái cách đờn đặc biệt, hoặc là lên dây đặc biệt, nhấn mộ đặc biệt, nó có những cái điệu thức liên quan tới cái đờn tranh mà các nước khác trong châu Á, kể cả Trung Quốc cũng không có. Nhưng mà khi chúng ta muốn trở về đi dài trong thời gian và rộng trong không gian, thì chúng ta trở về lịch sử thấy rằng cái đờn có xuất hiện đầu tiên mà mang tên đờn tranh đó là cái đờn của Trung Quốc. Người Trung Quốc ngày xưa đó đã gọi là cái đờn đó là khổ trưng, tức là khổ tranh. Và đờn khổ trưng đó nói rằng do nơi một cái người đó tên là Mẫn Thiện, tức là Mông Điềm. Mông Điềm ở đời nhà Tần, tức là thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, đã tạo ra cái đờn tranh. Thì chúng ta chưa biết cái đờn nó như thế nào, nhưng tôi có một cái người môn sinh là cái cô Lucy Rowe, bây giờ gọi là Lucy Leha. Cô đó làm một cái luận án về cái đờn tranh và những cái đờn cùng một loại với đờn tranh. Thì cô cho biết rằng ở tại Trung Quốc người ta nghĩ như thế, nhưng mà ông Mẫn Thiền, ông đó là người ta nói là ông chế ra cái bút lông, mà sao rồi người ta biết cái bút lông có trước ông Mẫn Thiền. Nhưng mà dầu sao đi nữa nó cũng có ở nhà Tần, cho nên vì vậy mà Trung Quốc gọi là Tần tranh, tức là thứ ba. Và có người nói rằng chữ tranh thì do nơi tại một cái trong một gia đình nó có hai người con gái mà luôn luôn là học cái đờn sơ, là cái đờn sắt, mà học cái đờn đó có 25 giây, cái đờn của Phục Hy chế ra 50 giây, Quỳnh Đế đổi lại còn 25 giây. Thì Phục Hy Quỳnh Đế, tức là những cái ông gọi là thuộc về Tam Hoàng Ngũ Đế, là thuộc về cái thời kỳ quan đường chứ không phải là thời kỳ lịch sử, thì gần 2.800 năm trước Tây Lịch. Thì cái đó là cái đờn sớ đó, nó thông qua người cha dẫn hai người con cũng cãi nhau vài, cho nên chẽ cái đờn ra làm hai, cái đờn 13 giây cho người chị với đờn 12 giây cho người em. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng Trung Quốc miền Bắc là cái đờn 13 giây, Cô Tô đờn 13 giây, Triều Tiên 12 giây, Mông Cổ 12 giây, nhưng mà Việt Nam 16 giây là do nó cái đàn tranh ở miền Trung Quốc đi xuống ở cái miền ở miền Nam, từ cái Quảng Sáu Châu, tức là từ Triều Châu, và những người Quảng Châu, tức là Quảng Châu, Quảng Đông đó, thì 12 giây thêm 4 giây. Thì do đó, người ta thấy rằng cái đờn tranh đó, nó di chuyển, có thể di chuyển rất nhiều, mà đầu tiên đó là ở bên Trung Quốc. Mà cái chữ đầu tiên là cái chữ trúc đầu, tức là để cho cái làm biết cho cái đờn nó làm trúc, được người ta ưa chuộng trễ lắm. Khi mà chế ra thì lúc đó ở Trung Quốc có cái đờn, hai cái đờn là cái đờn cầm và đờn sắt, chín cái sơ. Cái đờn cầm với đờn sắt là hai cái đờn nó được coi như là cái đờn được vua ngày xưa chế, là vua hoàng đế một khi chế ra, mà những cái người học giả, những người cao với được đờn. Cho nên khi mà cái người học sinh, người sinh viên, một người không phải là lúc đó cũng chưa có là sinh viên, nhưng những người đi ra đi học thi, học về nhà nho, thì bắt đầu phải biết cầm kỳ thi quả, tức là phải biết đờn, cái đờn cầm để làm thơ, rồi phải biết đánh cờ, phải biết viết chữ và viết quả. Thì cái chữ cầm sắt là hai cái đờn đó, là hai cái đờn được người Trung Quốc rất là tôn trọng. Năm giây chia ra là năm phần năm giây, mà dây chính giữa là sơn màu vàng, gọi là quân quyền, tức là cái dây của nhà vua. Rồi thì cái đờn không chưa biết chắc chắn là có học như vậy hay không, bởi vì bây giờ không còn ai biết đờn sắt, kể cả bên Trung Quốc bây giờ thấy đờn sắt là đờn theo phong cách của đờn tranh. Rồi đờn tranh đó ngày xưa bị coi như là tầm thường lắm, có nhiều người nói khi mà có tiệc tùng đó, thì những cái người là nhạc sĩ đờn xỉn, có một vài người đánh đờn tranh và
có cái thạp vỗ heo để đặng mà đánh nhiệm, tức là cho đồng trong dân gian đánh tại nó tiếng kêu trưng trưng, cho nên mới kêu đó là đồng trưng trưng. Và trưng trưng đó là có một nhiều người nói không phải là tại nó tranh giành, mà tại cái tiếng đánh ra nghe trưng trưng. Là cái đó cũng nhiều là cái giả thuyết khác. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong thơ Đường ít có đợt tranh, thỉnh thoảng có một đôi câu, rất nhiều về cái đợt khiển, tức là đi nghe cái đợt cổ cầm. Mà qua tới đời bắt đầu từ nhà Minh mới có thấy những bức họa vẽ cái đợt tranh mà trong tay của những người thiếu nữ yêu kiều ở trong màn che trướng rũ. Cái người thiếu nữ đứng đợt cái đợt tranh, trong cái bức tranh họa ở đợt nhà Minh, thì chúng ta mới thấy rằng đợt nhà Minh cái đường tranh mới được lọt vào trong tay của những cái người hoặc là những người tiểu thơ. Chứ còn trước kia đó, người ta nói rằng trong dân giả khi nào mà đánh cái đường tranh đó là có những cái người dân giả vừa đánh vừa hát vừa vỗ trong cái ru để mà nhịp. Nhưng mà sau này khi tới đời nhà Minh rồi thì vẽ năm cô thiếu nữ đờn cái đường tranh hòa với tiếng sừng, hòa với tiếng sáo, hòa với tiếng tỳ bà. Thì qua tới đời nhà Minh, nhà Thanh đó, thì bắt đầu cái đường tranh nó được có một cái vị trí, cho nên những cái bản mà được người ta đờn để mình nhớ lại thì cũng bắt chước theo phần nhiều là cái bản của Phủ Xịn, là của cổ cầm. Chẳng hạn như những cái bản đờn tranh mà còn người ta để danh tiếng cho bây giờ là bắt đầu từ đời nhà Minh có đời sau, thì có những cái bản kiểu Cao Sơn Liễu Sụy, tức là Cao Sơn Lưu Thủy. Là Cao Sơn Lưu Thủy nhắc là cái Cao Sơn Liễu Sụy của Ba Nha và Tử Kỳ là thời chiến quốc. Rồi có những cái bản hát là Ngư Châu Sa Ngoạn, tức là Ngư Châu Xứ Vạn, một cái bài hát chiều của một cái người đánh cá. Là những cái bản đó thuộc về cái bản là cổ điển của đợt tranh của Trung Quốc. Nhưng mà cái đợt đó không phải chỉ ở Trung Quốc không, tôi nói là bắt đầu từ đời nhà Minh, tức là thế kỷ thứ 15 rồi. Nhưng mà qua thế kỷ đầu thế kỷ thứ 6 năm 1552 thì ở nước Triều Tiên có một ông vua tên là ông vua Kassin. Ông vua Kassin đó, ông ở cái nước Kaya. Ông ở Kassin, ông ở nước Kaya. Ông thấy cái đợt tranh của Trung Quốc, ông thích quá, ông mới tạo ra một đợt tranh khác. Một chút nữa sẽ gọi cho quý vị thấy rằng cái đợt tranh của Trung Quốc con nhạn nó khác, mà cái đợt tranh của Triều Tiên con nhạn nó khác, nó cao hơn, mà nó có 12 dây. 12 dây cũng là 12 dây tơ. Thì khi ông vua Kassin đã tạo ra cái đợt đặt tên đó là Kaya Kum, tức là cái đợt cầm của nước Kaya. Và chữ Kaya đó viết ra đọc chúng ta là già da cầm, tức là cái nước của Kaya. Thì nhằm thế kỷ thứ 6, ông làm cái đợt đó xong rồi, cái ông mới gọi một người nhạc sĩ tên là Ulrich. Ulrich là một cái người nhạc sĩ cũng ở trong nước Kaya. Ông bảo rằng đặt cho ông 10 bản cơ bản đi. Thì ông đặt 10 bản cơ bản đó, thành ra cái 10 bản cơ bản của Kaya Kum đó là bắt đầu có từ thế kỷ thứ 6. Thì cái đợt đó cũng là, nếu các bạn thấy rằng cũng có cái thùng, rồi cũng có dây để dài, rồi cũng có con nhạn, tay mặt thì khải, tay trái thì nhấn, mà dây là dây tơ. Bây giờ qua tới thế kỷ thứ 7, năm 672, dưới thời hoàng đế Temu của những người Nhật Bản, dùng Kyushu, là cái vùng miền nam của nước Nhật Bản, là cái vùng đó nắng ấm hơn là cái miền vùng ở Edo, tức là Tokyo. Thì khi bà đi dưỡng bệnh một hôm đó, bà đi dạo nghe cái tiếng đờn lạ lùng, bà không biết ở đâu, bà chạy tới đi coi thì thấy một cái người đạo sĩ ở đời Tống ngồi đờn cái đờn lạ quá. Bà tới bà nhìn thì cái đờn đó người Nhật Bản cho là Sono Koto. Bà thấy đó là bà bái tạ một người nhạc sĩ. Người nhạc sĩ bảo bà hãy ngồi, hôm nay ta biết là có người đến đây để rằng mà ta truyền lại cho cái bí quyết của cái đờn này. Và cái đờn này là cái đờn của chính bên Trung Quốc. Thì bà chắp tay bà lại tại, bà ngồi nghe, bà dạy, bà học. Mỗi một ngày bà tới bà học. Sau một thời gian, thầy nói rằng hôm nay trò đã nắm được tất cả cái bí quyết của cái đờn, thì có thể lập một cái trường phái ở bên Nhật Bản để dạy cái đờn này. Thì
bà chấp mà ông thầy cho luôn cả cái đờn, bà chấp tay vừa lại tạ ông thầy, cúi mặt ngước lên thì ông thầy biến mất trên trời lơ lửng một quần mây. Cho nên truyền thuyết nó nói vậy, thì bà mới lập ra một cái trường phái gọi là trường phái Tsukushi, tức là nhạc điệu. Gặp Tsukushi thì hai cách lên dây tầng tầng tinh tăng tinh tăng, một cách nữa là tầng 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 tinh tinh ni gặp Tsukushi. Nhưng mà bỗng nhiên ông thầy cũng không nghĩ trước, ông nay khi nào mà dạy đờn ai thì dạy, nhưng mà nhớ tránh dạy một cái người mù từ miền Bắc đi xuống, không nên dạy cái đờn này. Thì ông dặn bà Ishikawa Roko thở đó là thế kỷ thứ 7, thì bà nó dạy rồi dạy truyền ra truyền con nối dạy 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 kéo dài tới chừng thế kỷ thứ 16, tức là gần cả ngàn năm sau, thì có trong người học trò có một người tên là Hồ Suy. Ông Hồ Suy ôm cái đờn nó đi từ cái miền Nam đi lên trên Yedo, nghỉ trạm giữa đường, đêm khuya lấy cái đờn ra bắt đầu đờn. Khi đờn rồi một cái, có một người mù ở từ miền Bắc đi xuống, nghe cái tiếng đờn chạy ra sờ sảng, nó chà, cái đờn này lạ quá, cái đờn gì đây. Thì ông Hồ Suy nói đây là cái đờn này là thầy của tôi đặt tên nó là cái đờn Koto, tức là solo Koto, bỏ theo Koto này rờ chà dây tốt quá nè, ông coi nó cũng nhạc. Cái ông rút lên dây, ông nghe, à cái dây này thì là cái dây giống theo Trung Quốc. Tôi là cái người chuyên môn đờn Samisen. Samisen nó tức là cái đờn ba dây. Mà tôi đờn theo cái miền Bắc Yedo của tôi đó, là chúng tôi thường thường đờn cái in sample. In sample là âm điệu. Còn ông đờn cái này là yo sample, tức là dương điệu. Thì bây giờ để tôi lên thử cái dây mà tôi để in sample, tôi lần thử chơi, ông biết buộc cái dây thì cái nhạc nó xích ra thành ra của người ta đưa lên tầng tầng tinh tăng tinh tăng, ông xuống chút tầng tầng tinh tăng tinh 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 tăng tưng tưng tưng, cái rồi ông lên dây khác nữa tầng tầng tinh tăng tinh tinh tăng tăng tưng tưng tưng, ông đồng ông nghe thú vị quá đi. Thì ông trả cái đợt lại, trả cái đợt lại, khi ông trở về với đô đó, ông nhớ màng mạng lại, ông đóng cái đợt khác, ông đóng cái đợt khác, ông đần trên đó, ông dạy học trò nó, ông làm ra một cái trường phái khác, là cái trường phái đó, trường phái của Yasuhashi Kenyo. Kenyo là cái người tạo ra một cái đời mới, thành ra cái cách và thường kia, cái kêu bằng nhạc tiểu tử đó, thì ông đổi trở lại ông kia bằng Shirajoshi. Kirajoshi tức là bình điệu tử, à, cũng như là rộn chế thêm điệu khác nữa là Kumoi-joshi, và Kumoi-joshi là vân tính điệu tử. Thì hai cái điệu đó được đàn Koto bắt đầu học từ thế kỷ thứ 17 do ông Yasuhashi Kenyo, mà ông đặt ra một bản mà bây giờ tất cả các nước dầu cho phái Ikuta hay Yamada đều coi là một cái bản cơ bản của cái đàn Koto, là cái bản Rokutan, tức là lúc loạn. Đường dài không có cần mà sợi dây nó mắc dài lên từ cái trục cho tới phía cái cầu, mà tay mặt thì khải, mà tay trái thì nhấn. Là sau cái ông Yasuhashi Kenyo có những bậc thầy khác là Ikuta Yamada. Ikuta tức là sanh điền, Yamada tức là sơn điền. Thì hai cái người thầy đó làm hai cái trường phái khác. Bây giờ Nhật Bản thành có hai cái phái đó rất là lớn và hết sức là chặt chẽ, tức là người học Ikuta là không được qua Yamada, người học Yamada là không được đi Ikuta, là hai bên chia với nhau mà khác biệt vô cùng. Năm 1961 tôi có được một cái bổng là trước khi tôi sang dự hội nghị bên Nhật Bản, thì có tin loan báo nói rằng có Rockefeller Foundation có cho một ba cái bổng cho những người nào nghiên cứu trong năm đó mà cái đề tài có lẽ là thú vị cho người ta cho. Tôi đưa đại cái đề tài, tôi nói tôi sắp đi Nhật Bản, tôi là người viết đờn tranh và tôi muốn đối chiếu đờn tranh Việt Nam và đờn Koto của Nhật Bản. Rockefeller cho tôi cái bổng năm đó $3,000 để đi qua bên ở Nhật Bản, thay vì ở một 10 ngày để mà dự hội nghị, tôi ở luôn 2 tháng để mà nghiên cứu đờn Koto. Mà lúc đó tôi là người nước ngoài đi tới, phải đi tìm Yamada và Ikuta hai trường phái. Mà trước khi đi đó thì tôi phải thăm đề lối,
các bạn bên kia nói anh coi chừng, anh đi mà anh đi cái người này trước người kia sau cũng là khó chịu, mà nó có thể là một lượt đi hai người. Thành ra tôi phải viết thơ, tôi xin hai bên, mỗi một bên cho tôi một ngày để tôi gặp, và cái thơ tôi gửi một lượt một giờ, tôi gửi tặng bưu điện chứng nhận rằng tôi gửi một giờ một lúc gửi đi, xin hai thầy cho phép tôi gặp được, là bởi tôi là cái người nước ngoài nghe cái tiếng đời của tôi, muốn tìm hiểu học, xin để thầy cho tôi thọ giáo, giờ phút nào của thầy là giờ phút của tôi sẽ theo. Thì tự nhiên không thể nào hai ông đó cho đúng một giờ được, hai ông đó cho hai bữa khác nhau. Thì nhân cái thơ đó tôi đi, thì thành ra tôi không phải tôi thăm ông này trước ông kia ra, tại thầy cho phép tôi tới ngày đó thì tôi tới ngày đó, giải quyết được cái đó xong là tôi mừng vô cùng. Cho nên nghe là đi gặp rồi thì tôi nói với thầy, thưa thầy, tôi biết là đây trường phái nó có một cái chặt chẽ lắm, thế nhưng mà tôi là người ngoài, tôi muốn biết rõ cái khác nhau giữa trường phái như thế nào, điểm thứ nhất để mà chúng tôi đối chiếu nghiên cứu. Cái thứ nhì là tôi thấy mỗi trường phái nó có cái độc đáo, nó có cái hay, thì bây giờ xin cho phép tôi được mang những cái bóng của trường, tức là mang cái bóng vuông của Ikta, mang cái bóng bầu dục của Yamada, để đặng mà đánh thử một bản mà hai bên đều dạy tôi cái bản Rotterdam là cái bản lục đoạn đó. Thì điều đó là rất vui mừng, tôi cảm ơn tất cả mọi người, rồi từ đó giới thiệu cho tôi học trò phía sau. Tôi đi vô, tôi đi cả trong hai phái, mà các bạn nhiệm vụ nói anh là người thứ nhất mà được tất cả mọi người tiếp đón anh, là bởi vì không ai giận anh hết, ai cũng nói anh này ông phải tới đây rồi, ông đi Yamada trước rồi, cái đi mình sao, ông gửi thơ một lượng, ông xin rồi ông chờ đợi cái sự mà cũng như thầy cho phép thì tới ngày nào tới ngày đó. Mà tới đó thì mấy bạn nhiệm vụ cho đó rằng đối với người nhiệm vụ tới trước hết phải có lễ vật, ít cũng được vài quá trà, vài cái chuyện gì cũng được hết đó các bạn thầy. Mà rồi thành ra hôm đó mỗi một khi tới đó tôi tới với ông thầy đó, tôi đem theo cái đường tranh, thì tôi nói dạ thưa thầy, trước khi được học với thầy xin phép đờn cho thầy nghe một bản thưởng thức Việt Nam. Thì ông thú vị quá, nghe là ở Việt Nam đờn vậy ha, ở Việt Nam dây sắt ha, Việt Nam đờn vậy nha, vậy nè đờn nó nói chuyện, thì tôi nói chuyện cho thầy nghe, bỗng nhiên ông thầy chưa có dạy mà ông đã học, thì thành ra thì ông dạy thú vị quá, ông cũng nghĩ là mình đáp lỡ cái tình của người nghệ sĩ đi tới đây. Cho nên sau rồi tôi dạy học trò tôi bên Pháp, tôi nói mấy em mà khi đi nghiên cứu rồi đó, trước khi xin phải cho trước khi xin, chứ đừng có xin trước rồi cho sao. Thì do đó cái đó cũng là một cái làm cái kinh nghiệm của tôi đi, thì đến nơi gặp hai thầy hai bên người ta hết sức là tiếp đãi, họ nói rõ cho tôi nghe cái người Yamada ngồi đằng trước cái đằng đây, còn chiếc ta ngồi ngay cái góc Yamada thì đằng cái tay rải như thế này, còn chiếc ta đánh cái tay rải khác, khi mà đánh cái đánh một cái khi nào đánh cái tiếng cong quẹo cái ngón tay đánh lên trên thì cái người Ikta cái bóng nó sắc trên tính phải nghe cái rẹt, còn người Yamada đánh phải nghe cái sẹt đó. Rồi trên là tất cả những cái dây cái khác nhau, Yamada thì hát nhà đờn, Ikta thì đờn không mà không hát, thành ra cái mà kêu bằng tigoto, tức là cái chuyên môn về bàn tay đó, là Ikta rất lanh và Yamada nó thâm thúy. Hai cái đờn nó khác nhau, cái đờn Ikta nó 1 thước 80 phân mà cái đờn Yamada 1 thước 88 phân là cái đờn Yamada. Rồi tôi qua bên phía Triều Tiên thì cái đờn Triều Tiên Kayaku 1 thước 6, Trung Quốc là 1 thước 4, tôi qua tới Mông Cổ mà cái đờn Yatga ở bên kia là 1 thước 2 tới 1 thước 4. Thì cái bữa đi bổn mà tôi qua tôi nói chuyện về cái đờn Cô Tô, thì sau khi học rồi trước khi trở về tôi phải đáp lễ, tôi mới hỏi là thưa hai thầy, nếu mà tôi đáp lễ cho Ikta riêng, tôi đáp lễ cho Yamada riêng cũng được. Thế nhưng mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi là người Việt Nam, chúng tôi không biết đáp lễ bên nào trước, bên nào sau, có lẽ là khó khăn lắm. Cho nên chúng tôi xin phép được cái này, nếu mà các thầy nhận cho là cái điều may mắn của tôi, là làm một ngày. Thì chuyện đó là một chuyện khó, là một ngày. Thì tôi xin đến đây là mời hết ra hai bên, hai cái phái Ikta và Yamada đi tới nghe. Thì hôm đó họ suy nghĩ sao biết, hồi nữa hai thầy đều nhận hết mà ở một cái hội trường không phải Yamada mà không phải Ikta, ở hội trường khác. Người giới thiệu lên phải có một người Ikta và một người Yamada, hai người giới thiệu để mà dịch ra tiếng Nhật Bản, tôi nói bằng tiếng Anh. Thì khi bước vô đó thì đặt cái trong phòng đó hai phái, để ngoài cửa bước vô một phái Ikta, một phái Yamada. Mỗi một thầy đi vô đó, phận áo kimono đen rồi đi vô của người nhạc sĩ,
học trò đi theo hộ vệ đi tới, tôi hôm đó mặc áo dài khăn đóng Việt Nam và đứng đó nói tiếng Anh và nhờ hai người, một cái người là ông giáo sư Kishibe Shigeo, là người vợ của ông, bà Kishibe là Yamamoto, tức là trưởng phái của Yamada, và tôi ông bên đó là ông Koizumi Fumio, cũng là một người nghiên cứu mà ông đó là người quen với bà Hirai Subiko, và Hirai Subiko là một người được Ikuta. Thì hai người đó, một người dịch một câu, một người dịch một đoạn, để cho đồng hết không có mít lòng. Thì hôm đó tôi chào hết thảy hai bên mà trong lòng rất là rung, là bởi vì tưởng tượng giống như là trưởng thái của một Ikuta, trưởng thái của Yamada đi vô, người nào cũng đi ra đi quay nghệ, quay nghi học trò rồi này kia, đi tới đủ thứ thế. Thì hôm đó tôi xin để nói chuyện cho quý vị nó nghe cái đời của đường tranh của Việt Nam. Thì tôi trước hết tôi mở đầu một câu rằng, và thưa quý vị, tôi không phải là một cái người chuyên môn đường tranh, mà tôi là một người nghiên cứu sống trong gia đình. Tôi biết cái đường tranh là cái truyền thống của gia đình, nhưng mà không có đem ra cái tiếng đờn nó làm cái nghề, và không có dạy học bằng đường tranh, mà tôi chỉ dạy ở tại trường Sorbonne. Bắt đầu mới vô dạy năm đó là 61, tôi mới vô được dạy là phụ tá thôi. Thì hôm nay tôi chỉ là một cái người kể ra là cái người nghiên cứu về đường tranh, mà tại cái hoàn cảnh sắp đặt tôi có mặt ở đây mà tôi biết được, cho nên tôi xin được đừng coi cái tiếng đờn này là tiếng đờn tuyệt diệu của người Việt Nam. Đây của tiếng đờn của một người học trò biết đờn đủ cách thôi, nhưng mà nói đúng cách cho quý vị nghe. Vì hôm đó tôi mới biết rằng tôi học rồi, tôi biết cái bàn tay mặt của bộ cái dữ luôn, nó làm những cái wakiruzen rồi ichiren, tất cả cái tay mặt cũng đi đủ thứ kiện hết. Và tay trái nhấn nó ít hơn mình, nhấn nửa bực và nó một bực và nhấn nhảy rồi thôi. Thành ra hôm đó tôi mới nói rằng, thưa quý thầy, theo truyền thống của Việt Nam, bàn tay mặt là bàn tay sanh đẻ ra âm thanh, và bàn tay trái là bàn tay nuôi dưỡng và làm đẹp âm thanh. Một cái tiếng sanh ra nó chỉ mới bắt đầu đưa ra là cái thanh, mà cái thanh thì nó có cái độ cao, nó có cái độ dài, nó có cái độ mạnh, nó có cái màu âm, mà chưa có cái chất nhạc. Phải có bàn tay trái đưa cho nó từ biến cái thanh thành cái âm, mà cái âm là có chất nhạc. Đây chỉ là cái xác, đây mới là cái hồn, đây là dương và đây là âm, âm dương phối hợp trở lại làm thanh ra một chiếc nhạc. Vì vậy bàn tay trái vô cùng quan trọng. Nếu là đánh ra mà không có một cái chữ nhấn nhá rung mổ là cái tiếng đó chưa phải là tiếng nhạc. Tôi đánh thử mấy tiếng cho nghe không có gì hết, nhưng bây giờ mấy tiếng đó tôi đánh như thế này thì ra hơi sưng, đánh thế này ra hơi ai, nhấn tinh thần đến nửa bực, một bực, một bực rưỡi, hai bực rưỡi, nhấn lên cái chữ trên một sợi dây tôi nhấn không biết bao nhiêu chữ, mà mượn chữ để làm sao, mượn chữ để là cùng một âm mà nó có cái uyển chuyển. Nó có cái uyển chuyển tức là nó không có cứng động một chỗ, mà nó cứng động một chỗ tức là nó không tịch mà nó động. Do đó cái phong cách đờn của người Việt Nam chúng tôi là trọng âm dương phối hợp trở lại, đem sát hồn đem lại trở lại, đồng thời đem cái tư phong cách của chúng tôi là luôn luôn động mà mở. Cho nên cái động đó làm cho cái chữ nhạc nó biến đổi vô cùng. Cái tiếng nhạc đứng ra nó có bắt cái sanh tiếng nhạc ra, tiếng nhạc lớn lên của tiếng nhạc cũng phải chết. Thì trong khi đó là chúng tôi đi theo cái tiếng đàn đó để mà nó có một tiếng khác, thì tất cả cái đó là cái phong cách đời của người Việt Nam. Nói như vậy để rằng cho người ta đừng có để ý cái bàn tay mặt mình dở, hoặc coi cái bàn tay trái của mình không. Tất cả truyền hình rồi hôm đó cũng quay rồi sao mời tôi vô trong truyền hình cũng vậy, chỉa vô quay cái tay trái mình nhấn thế nào nhấn rồi quên cái tay mặt mình dở lắm. Thành ra cái đó cũng là cái không phải là một cái cách tiểu xảo, nhưng mà nó nói sự thật, mình đưa ra cái hay của mình, mình làm cho người ta giật mình, người ta coi cái bàn tay trái thấy mình nhấn rồi kia, thì người ta rốt cuộc người ta khen nó tiếng đờn Việt Nam vô cùng sâu sắc. Nó không phải chạy chữ như là bề mặt mình chạy, bởi vì chạy chữ như vậy đó tức là nó có cái bay bước, mà nhấn đó, nó có một cái tế nhị. Mình lựa bay bước hay là mình lựa tế nhị, mình lựa bề mặt hay là mình lựa bề sâu, thì cái đó là một cái quan điểm mỹ học mà chúng tôi chấp nhận lựa bề sâu mà không cần bay bước, chỉ vừa phải thôi. Cái sanh ra thiệt là nhiều mà không có kịp nuôi dưỡng nó là sanh rơi sanh rớt, chúng tôi không cần sanh chi nhiều vậy.
sanh cho đàng hoàng, nuôi cho đàng hoàng. Thì hôm đó tại trường Minh Nhật Bổn ở tại Tokyo, nhờ hai vị giáo sư thông dịch lại, rồi sau đó anh Asuka mời tôi vô trong trường truyền hình để mà đối chiếu một lần nữa. Thì cái phim đó bây giờ Nhật Bổn còn giữ tại Tokyo, ở trong trong cái tất cả cái bảo tàng viện về phim, mà đề những cái đề tài là áp dụng phương pháp thính thị, phương pháp nghe nhìn để giáo dục âm nhạc. Thì cái bài đó là cái bài tôi nói chuyện trong đó rồi, tôi đồng tranh bà Shirai Sumiko, đàn cô tô và giáo sư Koizumi Fumio thông dịch ra bằng tiếng Nhật Bổn. Thì điều đó để nói cho các bạn thấy rằng đã có cái sự gặp gỡ những cái đường tranh và những cái đường cùng họ rồi. Năm 1985 tôi đi sang bên Mông Cổ, sang Mông Cổ để đặng mà tổ chức cái nhạc hội, gọi là kênh chúng tôi kia bằng diễn đàn âm nhạc châu Á do UNESCO và Hội đồng Quốc tế tổ chức với cái sự ủng hộ của Hội đồng Quốc gia của Mông Cổ. Thì hôm đó tôi sang bên Mông Cổ, tôi mới hỏi cái người tổ chức làm sao cho tôi gặp được những người nhạc sĩ đờn Jazz Ga. Mà cái đờn Jazz Ga đó là cái đờn đã có từ bên Mông Cổ từ lâu, mà người ta thấy rằng có thể thế kỷ thứ 13, mà thế kỷ thứ 13 đó có cái đờn Jazz Ga đó, nó hình dáng rồi khác cả cái đờn cổ chính của Trung Quốc. Tức là nó có một cái cầu rồi nó có cái đề xuống dài thế này mà 12 giây. Mà 12 giây mà người Mông Cổ từ xưa đờn có hai ngón, ngón trỏ với ngón cái, trong khi đó người Trung Quốc đừng ngón trỏ ngón cái và ngón giữa, người Nhật Bổn đừng ngón trỏ ngón cái ngón giữa, mang bằng cái bóng. Nếu mà đờn theo trong cung đình thì nó mang cái bóng bằng tre mà lắp vô thì nó kêu bằng sune, người ngắt mắt vô. Còn cái khi nào mà đờn theo ikta thì mang cái bóng vô, mà cái bóng nó hình vuông. Còn cái bóng của Yamada là bầu dục. Ở Mông Cổ thì cái gì tôi hỏi thì những ông Badra là cái người chuyên môn nghiên cứu, ông mới nói nhỏ với tôi hôm nay thất truyền rồi, tìm quá không còn người nào biết đờn Jazz Ga nữa. Tôi hỏi bây giờ có Jazz Ga không? Có một đoạn là mấy chục người đờn Jazz Ga lận. Tôi nói ủa mà vậy không có ai biết đờn đâu. Cái tuổi này là cái tuổi nhỏ, nó học Jazz Ga này nó bắt trước theo Nhật Bổn, nó bắt trước theo Kayako, nó bắt trước này kia. Mà cái đờn đó không phải là Jazz Ga nữa, cái đờn đó là cái đờn Kayako tôi mua ở Bình Nhưỡng đem về để ca đoạt như vậy. Mà cái đờn của Bình Nhưỡng các bạn xuống thấy người ta ngồi, ta để dưới đất nhìn, ta ngồi đờn tay quốc cái đờn Kayako đó là không có mang móng, nhưng mà đánh cái đờn ra rồi nó có những ngón búng đưa cái tay búng sợi dây ra gạt lên gạt xuống, mà đờn bị luôn luôn. Có một cái đờn trống jungle, tức là trượng cổ đi theo, thì cái tiếng chữ nó mạnh lắm. Mà đờn phần nhiều nó đờn sanro, tức là tán điệu. Sanro tức là tán điệu, mà đờn vừa tùy hứng, mà đờn theo cái phong cách nhiều nhất có thể đó là kyemyongro. Nó có pyongro tức là bình điệu, mà nó có cái kyemyongro là đặc biệt của cả vùng cả miền Trung Du của những cái miền Nam của Kayako của Triều Tiên. Thì vì cái vấn đề đó là nó có nhiều chuyện lý thú khác mà hôm nay cũng phải cái đề tài thì tôi không nói, là bởi vì cái thang âm đó là gần với cái thang âm của ca trù. Mà không biết là từ những ông hoàng thân nhà Lý đi theo ca như đi theo, làm cho họ có thích thú mà họ để đờn cái đờn đó, họ đờn theo Kimuro, hay là tại chuyện tình cờ mà có. Nhưng mà cái giọng của Kimuro là thân đi đi lăng thù, thân đi lăng thù, thân đây kích được đơn cái đó thì trong đánh thùng tắc 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 thùng tắc thùng, thì vừa đơn phải có tiếng trống, chỉ có đơn cây nhạc cung là phải bị đánh trống, phải có trống mới được. Còn cái đơn cô tô không cần, Jazz Ga không cần. Nhưng mà tới chuyện tôi thăm Jazz Ga, các cô trẻ tuổi ôm cái đơn cây nhạc cung mà ngồi trên ghế rồi chỉ cái đầu xuống dưới, nó xéo xẹo mà coi nó không đẹp, thì là tôi lấy làm lạ. Trời ơi, các cô yêu kiều chiếm lễ như thế này mà đơn tư thế không đẹp. Rồi tới chuyện đờn ra tôi nghe rồi, chỉ là đờn giống như mấy em đờn tần tiền ta tiền tang tang tiền đi tang tiền 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 đi tiền tiền tiền, thì đánh ra cái tiếng là ngang bằng sổ ngay, không có nhấn, không có cái gì mà nó làm cho mình xúc động hết. Thì tôi lấy đi làm lạ, tôi mới nói với ông Badra, tôi nói như vậy làm sao cho người ta thấy được cái Jazz Ga.
Ông nói không có, bây giờ không còn ai có nữa hết, bây giờ tôi chỉ có đợt này thôi. Tôi mới đề nghị cho ông Batra thế này, bây giờ tôi đến đây để mà tổ chức cái diễn đàn âm nhạc châu Á. Nhưng mà 6 tháng sau mới sẽ có, thì đây tới 6 tháng, tôi yêu cầu ông làm một chuyện này, ông đăng trên báo. Ông nói rằng 6 tháng nữa thế giới đến đây để mà nhìn vào trong âm nhạc của chúng ta. Ai mà có cái đường dắt ga cổ, xin đem ra để cho chính phủ mượn làm triển lãm. Xong triển lãm sẽ trả lại với cái lời cảm ơn. Ai mà không có dùng bán trở lại, chính phủ mua. Chính phủ mua để rằng nếu có được một số thì sẽ làm được cái bảo tàng diễn nhạc cụ. Còn ai cho thì chính phủ hoàn toàn cảm ơn nhà nhận thức để mà bảo quản nó cho thành cái bảo tàng diễn. Rồi những cái nhạc cụ khác cũng vậy, tôi nói ông cứ đăng báo lên rồi hỏi ai có những nhạc cụ nào đem vô. Bởi vì thế giới sẽ nhìn vô Mông Cổ, sẽ nhìn qua dân tộc Mông Cổ. Nếu mà không có nhạc cụ, người ta nói dân tộc nó nghèo lắm, dân tộc nó không có gì nhạc cụ. Ai cũng nóng lòng thương cái đất nước của mình, đem tới, cái người cho, người bán, người này kia. 160 cái nhạc cụ, ông đem ra, ông sóc loại rồi này kia, ông mừng quá. Ông đi làm lên, nhờ đó tôi mới chụp được 2-3 cái dắt ga mà cổ xưa. Không còn có cái không còn dây, có cái còn dây mà tra thêm thành 14 dây chứ không phải 12 dây. Cái 12 dây đó thì dây nó sơ sát, nhưng mà có được mấy cái dắt ga cổ thì mấy cô đợt mới, đợt dắt ga mới, thì khi mà đợt dắt ga mới rồi thì lại nói chuyện hỏi tôi sao, tôi nói tôi là người đợt Việt Nam đợt tranh, thì mấy cô đó mới nói là ông đợt được cái đợt này nó không được, nhưng mà tôi lấy cái đợt dắt ga ra đó, tôi lên theo cái dây sa mạc và tôi ngâm một cái 7-8 cô tu lại nghe hay quá, đợt theo Việt Nam mà đợt gì mới hay chứ, cái tụi tôi đợt theo cái tăng gì hoài, ông thấy ông nhấn một chữ lắm, tôi làm hại rồi. Cái này là Việt Nam chúng tôi bằng tay trái là giữ tận bánh đeo phải không? Thì một chút các bạn sẽ coi bạn tôi là Nguyễn Vĩnh Bảo đơn cái tay mặt như thế nào, cái tay trái nhấn gân như thế nào, thì cái gân bút đó nó mỗi một tiếng nhấn nó xoáy vào trong con tim của mình để cho mình nghe, thì đó cũng là một cái đặc điểm của từ Việt Nam. Rồi khi mà đi qua tới bên Mông Cổ rồi thì coi lại thấy rằng truyền thống đã mất. Đi qua Triều Tiên thì hỏi lại mấy cái bản là ngày xưa U Đức cũng mất rồi. Rồi Nam Triều Tiên còn giữ một số, còn Bắc Triều Tiên thì ít hơn. Đổi mới, thành ra làm cái đường Kayakun to lắm, lớn hơn nhiều. Mà cái đường Kayakun nhỏ là hồi đó thì các bạn hỏi tôi không dám trả lời. Là bởi vì khi mà người ta đã làm ra một cái sự đổi mới, tức là đầu tư bao nhiêu tư tưởng vào trong đó, người ta để tâm trong đó, người ta là người Triều Tiên, người ta biết nhạc Triều Tiên, người ta thích cho Triều Tiên như thế. Mình là cái người nước ngoài, ông đã hỏi giáo sư nghĩ sao về cái đợt này, tôi nói dạ thưa tôi không dám nghĩ. Là bởi vì tôi chỉ là một cái người ngoại quốc, cái người ngoài đi tới đi, chỉ mới nhìn liếc qua thôi. Và các bạn đã đầu tư vào trong đó bao nhiêu là tư tưởng, bao nhiêu là suy tư, bao nhiêu là tính toán, bao nhiêu là cái nghệ thuật trong đó. Và các bạn làm nên cái đợt, các bạn thỏa mãn, thì tôi đâu có dám lại nói cái đợt thì dở hay là xấu. Cũng như là ví dụ các bạn nấu ăn mà tôi là người khách tới nấu ăn rồi ông đem bác hỏi nấu ăn sao, tôi nói là bạn nấu dở kẹt, không có nói vậy được, cũng phải nói cho làm sao nghe cho được, thành ra cho phép tôi không trả lời. Thế nhưng mà khi mà hỏi tôi như bây giờ giáo sư cho biết cái ý kiến giáo sư về sự đổi mới, tôi nói cái đổi mới tôi có ba quan điểm. Cái điểm thứ nhất, khi mà muốn đổi mới cái nhạc cụ, hình thức nó phải đẹp hơn, nghệ thuật nó phải làm cho đẹp hơn chứ, người ta đưa đẹp quá mà làm cho xấu thì là tổn mất chi, phải cho đẹp hơn, khả năng biểu diễn phải hơn. Là bởi vì người ta đương đợi được bao nhiêu đó rồi, ông làm cái điều ông làm cái đổi mới mà bây giờ khả năng nó có 10 nhưng không có 5 thì làm chi, khả năng nó 10 không phải là 15-20 thì khả năng biểu diễn phải hơn. Nhưng mà quan trọng nhất là nó phải còn nói được tiếng nói của dân tộc của mình. Chứ nếu để mà đổi mới để nó nói tiếng nói của dân tộc ngoại quốc người ta đâu có cần mình đổi mới để mình nói tiếng nói của họ. Tại sao mình không nói tiếng nói của mình, nói tiếng nói của ngoại quốc, đổi đặng đợt được bắn Tây, đổi được đừng được bắn Tàu, tại sao không đổi được đừng được Triều Tiên? Thì nếu mà quý bạn mà làm đúng qua quân pháp đó là hợp với cái lòng của tôi chỉ trả lời thôi. Nhưng mà thật riêng ở đây tôi nói với các bạn, cái đợt Kayakun cũ đó, các bạn sẽ coi, nó thon giống như người con gái thắt đáy lưng ông, nó đẹp đẽ như cái áo của Triều Tiên, nó đẹp đẽ như tiếng nhạc của Triều Tiên, nó đẹp đẽ như cái phong thổ và cái tiếng nói thơ ca của Triều Tiên. Còn cái đơn Kayakun mới bây giờ nó bề xề cũng như một cái người nạ dòng, cũng như một cái người bụng bự, rồi cái là tất cả nó không đẹp. Để làm chi? Để làm nó có nhiều dây mà nói lên trên được cái thanh âm của phương Tây.
thì điều đó là tôi rất không có đồng ý và tôi không có dám nói với các bạn Triều Tiên. Cũng như có nhiều lần mà các bạn Liên Xô hỏi ý kiến cũng không dám trả lời. Tôi chỉ nói với người bạn thân thôi, là bởi vì khó là cái địa vị mình ở bên ngoài mình đi vô mà nói cái câu đó, nó là một là mình vô phép, hay nữa là nó có những cái không hay, thì điều đó là bên Mông Cổ. Rồi trở lại bây giờ, trước khi để các bạn mà xem cái hình ảnh và nghe một vài cái âm thanh của cái đời, thì tôi xin nói lại một cái chuyện là cái hồi mà tôi đi qua bên Trung Quốc cũng vậy. Hồi tôi qua bên Trung Quốc đó, thì tôi được mời giảng tại Trung ương Âm Nhạc Viện. Giảng tại Trung ương Âm Nhạc Viện đó, thì có lúc đó, đó thì trong Trung ương Âm Nhạc Viện, còn bữa đó hội lợi thì có gần 200 mấy chục thầy và 200 mấy chục sinh viên và 50-60 giáo sư. Thì hôm đó người ta mời tôi nói, nghe nói giáo sư biết lần chứ không phải là chỉ biết giảng lý thuyết không, cho nên chúng tôi để một cái củ trứng sẵn ở đây để mà nhờ quý vị giáo sư tập cho nghe. Thì trước khi đi vào tôi có nhúng thử dây ra, thì cái dây đó gì, cái dây phi lê kẹp cứng, đánh thì kêu to lắm mà nhấn không ra. Rồi cái gì tôi mới nói sao đó, tôi xin cảm ơn giám đốc là có nhã ý mời tôi đờn, nhưng mà cái đờn này đó, ông giám đốc nói rằng là củ trứng là cổ tranh, nhưng mà thật ra nó là xin trứng, tức là tân tranh. Nó tân tranh đánh kêu lớn lắm nhưng mà nhấn không được. Và theo truyền thống Việt Nam chúng tôi mà hãy khi nào mà cho cái xác mà không có cho cái hồn được, đánh ra một chữ mà không có thay đổi được thì chúng tôi đờn cũng được. Quả chăng là có cái đờn tôi thấy hôm qua trên báo Tàng Diện để trong tủ kiến đó, cái đờn đó là cái đờn cổ của Trung Quốc, thì có thể tôi dùng cái đờn đó tôi đờn Việt Nam được. Tôi giảng xong rồi cái từ bây giờ mình nghỉ giải lao nửa giờ đi ra ngoài, tôi trở vô tôi thấy cái đờn khác để lên đó, thì ông giám đốc nó thấy theo lời yêu cầu của giáo sư, chúng tôi cho lên báo Tàng Diện lấy cái đờn đó chùi bụi và lên dây, xong rồi mời giáo sư đờn cho nghe. Thì tôi lợi tôi thử dây rồi thì tôi mới nói nhà thương giám đốc, cảm ơn giám đốc đã có cái nhã ý đem cái đờn này, thật ra cái đờn này tôi đờn được. Đây là cái đờn củ trứng, củ trứng của người Trung Quốc. Các bạn lên dây là lên dây chấn cung treo, tức là chấn cung điệu. Chấn cung điệu tức là giống như điệu bắc của chúng tôi. Thì bắt dầu lên mò sự sang xê công liêu, nhưng mà quý vị luôn luôn đờn. Thứ nhất có mấy bạn của tôi ở Quảng Đông, có các bạn ở Quảng Xô, thì các bạn nói là họ sự sự một sang xê công liêu, còn chúng tôi được họ sự sang xê công liêu sự công, chúng tôi phải run họ sang xê một, còn các bạn đờn họ đã run sự sang xê công liêu, thì như vậy là khác. Cho nên hôm nay xin các bạn cho phép tôi bắt cái đờn vũ trứng này nó nói tiếng Việt Nam các bạn nghe chơi. Thì hôm đó tôi bị đờn và theo cái phong cách đó. Rồi ngoài ra tôi đổi ra Việt Nam, thì một chút nữa anh Vinh Bảo sẽ chứng minh hết hay tất cả điều đó cho các bạn nghe. Rồi bây giờ để chúng ta xem qua một cái vài hình ảnh và nghe qua một cái vài âm thanh của những cái đờn nước ngoài, để cháu nào để cho rõ đi chứ. Xin tính bây giờ làm thay gì mà 16 giây nó lại cho 19 giây, cho 21 giây, rồi bây giờ cho 25 giây, cũng như là cái đờn sơ. Tiếp theo, đờn đó là cái đờn củ trứng của người Trung Quốc. Cái đờn này đờn của giáo sư Dạng Sai Bình, tức là Lương Tại Bình ở tại Đài Loan, là một người bạn của tôi rất là thân. Mà cái đờn của ông là cái đờn lật cái súng ở phía đáy đó là có con dấu đóng thời kỳ nhà Minh. Lật các bạn xem nào. Tiếp theo sao? Ở đờn phía dưới đó thì đó, ở dưới cái đờn nó có chữ nhà Minh. Tiếp đờn sao? Tiếp cái hình sao? Đó là cái hình ông ngồi đờn. Và đây là một cái bản cũng là bản cáo sát liễu sụy. Tiếp theo cái đoạn sao? Một cái cô này là người chuyên môn đờn sanro ở bên Triều Tiên. Đây các bạn nghe một cái điệu sanro, khải thì khải bằng ngón tay lên cái chữ. Thank you.
trên con đường tơ lụa, và ông làm theo đi ngang qua mỗi một nước, ông cho vào những điệu nhạc khác nhau, ông sáng tác ra nhiều cái bài, ông bướm bướm bay trong vườn hoa rồi này kia, những bản mới của Triều Tiên là ông sáng tác. Và sao đó là tôi để trong nhà tôi so sánh chụp ba cái. Cái đầu tiên là cái đờn tranh cổ của Việt Nam, cái thứ nhì là cái đờn vũ chính của Trung Quốc, cái thứ ba là cái đờn ca dao cung, để cho nó thấy cái bề dài khác nhau và cái số dây khác nhau. Tiếp theo, đây là cái đàn Koto. Koto này là cái đàn Koto của bà giáo sư và phu nhân của giáo sư Kishibe Shigeo, là tức là cái đàn Koto rất tốt mà để đàn bà dạy, mà bà dạy thuộc về phái Yamada. Tiếp theo, đó cũng là một cái Koto khác nữa. Để em vào thứ ba. Ở đây là không có thấy mặt, nhưng mà hai bàn tay của bà Hirai Sudiko có cái bóng, thấy cái bóng đó là cái bóng Ikta. Ikta là tiếp theo. Đây là bà Kishibe Shigeo, đây là cái đàn đại trang đại photo nó 17 giây mới chế sau này, chứ còn một trước cũng có 13 giây. Và đây là cái tiếng của đàn của bài đoạn đầu của cái bài Rokudan mà tôi nói hồi nãy, do ông Yasuhashi Kenyo đặt ra. Tiếp theo, các bạn thấy cái đường dắt ga nó làm cái đường trước là cổ, cái đường phía sau đó nó có một cái thùng lên trên, nó có để xéo xuống. Mà đây là những cái đường cổ dắt ga của Mông Cổ mà bây giờ không còn tìm được nữa, mà có bây giờ trong bảo tàng viện. Thì sau khi chúng tôi mà gặp gỡ nhau ở bên Mông Cổ năm 1985, sau đó ông Patra giữ luôn những nhạc cụ đó, làm thành ra một cái bảo tàng viện nhạc cụ để ở tại Ulaanbaatar, để mà cho người ta đi diễn để mà ta tìm thấy lấy cái dấu vết của những nhạc cụ. Và cái lần đó tôi cho giới thiệu nhạc cụ mà tôi nói là nhạc cụ mà không có người đờn là nó chết và nó cũng có sống. Cho nên mời những cụ già ngồi trước để mà đờn mấy cái bản đó cho người ta nghe. Nhưng mà cạnh bên cụ già đó, tôi hỏi mấy mỗi cụ có người học trò, mời cho một đám trẻ vô, cái cụ già nó không, nó đờn còn dở lắm, cũng thấy kệ. Nó dở tặng cho thấy cái ông ấy hay, thành ra để cho nó thấy cái dở, nhưng mà nó mặc dù nó dở nhưng mà nó còn kế thừa. Tức là cái vở này sẽ được hay, xin ông cho phép mấy em nó vô ngồi đợi. Thì thành hôm đó khi mà quý khách bước vô xem đợi rồi, ông cụ già đánh đồng quảng, mấy cái tụi nhỏ đánh đồng quảng, tất cả người xem đều hết sức là quan nghênh, thấy có cả một cái truyền thống, có cả cái kế thừa của truyền thống, nó có cả bao nhiêu sự tập hợp lại, nói lên được cái nền văn hóa của dân tộc Mông Cổ. Thì cái điều đó là cái điều may lắm. Nhưng mà bên có đó không phải tôi không có nói ở đất nước Việt Nam, tôi cũng đã nói nhiều lần lắm. Nhưng mà có lẽ là một chùa nhà chưa thiêng, cho nên là bây giờ chưa có được một cái bảo tàng viện mà như tôi mong mỏi. Nhưng mà bên kia người ta có như thế. Tiếp theo hình xăm. Các bạn thấy không? Tất cả mấy cô xinh đẹp như vậy mà không còn ai biết đợn dắt ga nữa hết. Cứ đợn theo cái điệu lằng tăng để theo mà theo bắt trước theo và phụ bá tiếng ca thôi. Đó là đàn Mông Cổ.
tiếp theo đó bạn coi cái lần khác nữa. Cô môn cô nó có cái lạ là nó có 6 dây mà 3 dây để lên trên ba con nhạn, và 3 dây chính giữa nó có phím, có cái phím của cái tay không phải đờn, và tay cầm cái que như là cái que đờn độc quyền ngày xưa, đánh ngược, đánh ra, đánh rất mạnh. Và cái tiếng đờn đó là nó lạ lùng lắm, cái tiếng đờn đó là khác khác, mà mặc dù mình không phải cái họ của Trần Tranh, nhưng mà nó có cái sắc thái đặc biệt. Trường nhạc Thiên Tân là ông giám đốc đó, con mời tôi nghe, mình nói đây là giáo sư nghe đây là ai, giới thiệu mà không nói đơn bản gì, mà giới thiệu không nói gì hết, mà mời giáo sư phát biểu. Thành ra hôm đó tôi ra nói dạ thưa giám đốc, kia cô đây là người con gái mà đờn cái đờn cổ cầm là cái đờn của người đàn ông, đờn thì phục thi chế ra ngày xưa có năm dây tượng trưng cho ngũ hành ngũ sắc, mà cái đờn này ngày xưa Khổng Tử luôn luôn là đờn, đến nỗi khi mà Khổng Tử buồn quá là tại nước Tề cho nước Lỗ mấy người cung kỹ mà làm cho 3 ngày vua Lỗ không triều chính, Khổng Tử dẫn bỏ nước Lỗ ra đi ở đặt ra một cái bản là U Lan, là cái con lan ở trong bóng tối tỏ ra cái lầm của mình, là cái người có được một cái có khả năng đang bị giúp nước mà bây giờ phải ẩn trong bóng tối. Nhưng cái bản U Lan nói rằng cái bông lan dầu trong bóng tối thì sắc cũng vẫn còn đẹp, U Lan dầu cho trong rừng sâu cái hương cũng vẫn còn đẹp. Thì cái bản U Lan là cái bản của ông Khổng Tử. Cái đơn này là đơn ngày xưa Tư Mã Tương Như đơn cho Trắc Văn Quân nghe, đến nỗi là Trắc Văn Quân không thể thờ chồng bằng cái cương cái người nhạc sĩ là Tư Mã Tương Như. Cái đơn này là đơn ngày xưa Bá Nha đơn cho Trung Tứ Kỳ nghe. Bá Nha là một vị quan Trung Tứ Kỳ, là một người thợ, một người đóng củi trên rừng. Mà ông Bá Nha khi trở về làng thì đi trên đường ngừng lại, lên dây, vừa lên dây thì Trung Tứ Kỳ nút rồi mà nghe, thì có người nút nghe cái dây tức một cái, thì ông Bá Nha nói cho bộ gia nhân coi có ai ở đây không, thì gia nhân chạy ra thấy trong ruộng trong bụi rậm có một cái người râu ria và tay giác cái búa ngồi đang uống.
nhà ngươi làm cái gì mà dám hô tiếng trong 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 giường này mà có ý muốn hại chủ nhân ta không? Không, ta nghe tiếng đàn, ta vừa nghe rinh nhi, ta biết cái người này là người rừng thần hay. Thì khi ông Bá Nha nghe Bá Thịnh cho ra mời thì mời Túc Khả ngồi đây để mà nghe tôi đàn. Mà Túc Khả có biết ông nói chuyện tới chừng Túc Chu Tư Kỳ nói ra cái đàn thì ông Bá Nha thích quá, Bá Nha đợi. Khi Bá Nha đợi, Chu Tư Kỳ nói: Thượng quan bây giờ đang nghĩ đến bay bay. Ông gật đầu. Đơn Hồ nói: Thượng quan bây giờ đang nghĩ tới dòng nước chảy. Ông gật đầu. Ông nói: Chưa có ai mà nghe tiếng đàn của ta mà biết cả cái thông của ta. Như vậy thì xin mời để chúng ta coi lại có ai lớn tuổi làm anh, ai nhỏ tuổi làm em. Bá Nha lớn hơn 2 tuổi, kêu Tư Kỳ làm em là nghĩa đệ. Hai anh em kết nghĩa, thề bây giờ làm anh em ruột thịt. Để đặng mà sang năm khi ta đi về đây thì chủ đệ đến đi nghe. Mà bây giờ chủ đệ là cái người thông minh như thế này, đừng có đi đóng củi nữa, để ta cho tiền chủ đệ nấu sủi xôi kinh. Ngày sau đi ra thi cái đâu bản cổ tên đề thì có thể là thành ra một cái người ở trong khoa bản, không phải cực khổ đóng củi chương trình. Hai anh em chia tay ra, hẹn năm sau trở lại. Năm sau khi Bá Nha trở lại ngồi lên dây rồi, đời không thấy mãi không thấy Chu Tư Kỳ. Ngạc nhiên quá, nói cái người bạn ta không thể nào hối hẹn. Ông ấy nói gia nhân cô xếp quần áo ta để cho ta đi. Thì ông đi tìm đi lên con đường đó, khi gặp một ông lão nó cứ ông không biết cái gia đình họ chung ở đâu. Ông lão cười chung mà hỏi ai, bây giờ Chu Tư Kỳ. Nó à, nếu Chu Tư Kỳ bây giờ thưởng quan làm hay là giữ Bá Nha không? Bây giờ tại sao mà lão ông là biết tên tôi? Bởi vì Chu Tư Kỳ là con của lão. Con của lão nó mới từ rằng 3 tháng nay mới dặn lão ngày mai phải đi tới cái chỗ hẹn đó để mà gặp một người bạn của nó, để mà xin lỗi rằng nó đã lỗi hẹn gì, nó không còn ở trên đời này. Bá Nha nghe nói thì xin lão ông cúi đầu chào lại và cho tôi lấy cái đờn tôi đi theo. Vì nhà lấy cái đờn đi theo lên trên phần mộ, lại phần mộ rồi thì nói gì vậy? Tiểu đệ ơi, hôm nay rồi là đến đây không có hẹn mà đờn cho tiểu đệ nghe một bản. Giọng cố nhân nhớ cái người xưa đờn xong rồi thì nói: Tiểu đệ ơi, ngày xưa khi ta đờn cái trí của ta bay lên trên trời, tiểu đệ biết ta biết nhớ tới mây bay, cái trí ta đi theo dòng nước, tiểu đệ biết ta nghe nước chảy. Mà ngày hôm nay tiểu đệ không còn nữa thì ở trên đờn này ta còn đờn cho ai? Cầm cái đờn đọc trên mạng nát tan cái đờn. Từ đó đến sau không còn ai nghe cái tiếng đờn của anh nhà nữa. Thì cái đờn Bá Nha Tử Kỳ là cái đờn cổ cầm như thế đó. Tiếp theo năm hát tôi tiếng đờn Kachapi. Thang âm này là các bạn đừng tưởng có nhiều cổ. Tôi hồi đầu nghe cái đừng tưởng nhiều cổ. Tàng 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 tàng. Thang âm là thang âm đọc ta có nhiều cổ, tôi có cái này. Thì đa phần sự trùng hợp là thang âm đó là thang âm của Xuân Ta. Suding, suding là như cắm cắt đi. Bảo để lên đây để mà minh họa cho chúng ta thấy rằng có sự thật, tức là lối nhạc này không phải là nhạc ghi âm để tung băng từ mà phát lại, nó cũng như là thức ăn mà đồ hộp có chất bổ mà thiếu chất tươi. Thì hôm nay bạn tôi đã đem cái chất nhạc chất bổ và chất tươi để mà khiến quý vị và mấy em I think I apologize not being possible to speak and speak into English. But I think you can enjoy the sonorities of different musical instruments.
And after my friend Professor Vinh Bao is giving a demonstration on the specificity of the Vietnamese drum, how it is the plucking, how it is the pressing to press on the different strings. And the musical instrument has a 16 strings. Có những cái bản phải để họ chuyên sanh thì công nhận biết là đô mi và xuống lại. Có những bản lên dây họ tự sang xe qua là đô rê và xuống xin. Nhưng tùy cái bản thân ra đời từ cái bản này, của cái điểm sức này qua cái bản của cái điểm sức khác thì bản của nhạc thì phải là người bản thân. Phải sửa cái bộ nhạc lại. Làm cũng chẳng làm. Là bởi vì họ nói cái đàn tranh cái mặt nó phải tròn là nó tượng trưng cho phân nửa của cái mặt trời. Cái tay nó bằng là nó tượng trưng cho cái mặt đó. Nhưng mà nếu nói giảm cảnh học á, cái mặt đời nó càng tròn nhiều chừng nào thì cái độ cứng của nó giảm đi. Là bởi vì nó cứng mình, ví dụ như miếng ghế để nó như thế này thì nó di chuyển. Mà nếu mà nó cong như thế này thì tự nhiên là nó cứng mình á, giống như tôm không đi lên. Tại ra tôi bị cái chỉ trích đó, bây giờ tôi minh chứng rằng cái đời tranh tôi đời từ bản vui sang qua bán buồn không có phải cười này. Bây giờ tôi xin dạo dài câu ở bên cái điệu vui rồi tôi qua cái điệu buồn không sửa gì. Đốt hò sang và tê tức là đô pha và tô tu rút
thay vì hồi nãy cái người làm thì mẫu, cái ta thì mẫu thì nghe thì tôi vui thì nghe đó. Chữ tự và trống là rê và la, thay vì hồi nãy tôi rung theo phong cách Việt Nam, bây giờ tôi lại đổi thì nghe nó ra tự tạo tạo cảm động. Đó là tôi rung đó, cái mẫu rung. Nếu tôi đờn cái trang này mà tay trái tôi để vậy thì nghe như là đi không có đánh động trái mà nó cho cái hơi vui. Còn nếu tôi lấy cái tay tôi đè đi hơi chút xíu cho nó cao cao chút thì nghe hơi buồn. Không buồn, buồn. Mà nếu tôi rung nữa thì còn buồn nữa. Mà tôi rung tôi nhấn nữa nó buồn nữa. Dấn lên một cung, rồi cũng dấn lên hai cung buồn hơn nữa. Rồi bây giờ tôi không rung mà tôi dấn, tôi nghe cái tiếng đàn nó nhõng nhẽo, nó cũng như cái tiếng nói hồn nhiên của cô gái 45 tuổi. Đó, rồi bây giờ đáng lẽ à, đáng lẽ tôi đờn mấy cái nó đẹp nè, đó đáng lẽ là như vậy. Thì với một sợi dây tôi làm những cái mốt đó, cũng như tôi làm này. Thế với tôi dịch thì đây là mi, la, son, fa, mi, rè, như sư, công, chê, sang, tư, thề. Tôi dùng một dây một để tôi làm cả một cái mốt đó. Lối đợi Việt Nam là có cái đó, là một dùng một chữ sợi dây mà nhấn ra nhiều âm thanh khác nhau. Rồi cái cũng như kia mấy cái bài tân nhạc, bây giờ tôi đơn thử trong cái bài tân nhạc của tiếng xưa của Dương Thiện Tước. Nếu mà tôi đàn cho phong cách tân nhạc đó thì nghe như thế này. Nó về cái hơi hướng của cái màu sắc của Việt Nam thì cũng đã vậy. Bởi vì cái bài này nó dựa vào cái bài xuân nữ
của nhà truyền thống Việt Nam. Cái bài chúng nữa thì là vậy. Anh Dương Điện Phước anh là chữa dạy, anh bớt chữa đợt, anh xem đi kia đấy. Cái bài thật chữ nó phải vậy. Còn cái đoạn nữa là như điều thứ anh lấy của cái bài này. Thank you.
quan qua đèo ngang. Bốn câu đầu là hơi xuân, bước tới đèo ngang đón xế tà, cỏ cây trên đá chen qua, lông con trên núi đều dài chú, lát đác trên sông ở mấy nhà. Bây giờ ngoài những kỹ thuật mà
hồi nãy thầy Vĩnh Bảo đã trình bày với chúng ta thì bây giờ chúng ta làm quen với một vài kỹ thuật mới ở trong nhạc cổ truyền. Đó, thì như vậy ngày nay không những là xuống này chúng ta còn có thể kéo lên nữa. Và cái đàn của chúng ta tế nhị vô cùng, do đó là một cái động tác là kéo lên như thế này, nhưng mà có lúc chúng ta nghe rất là rộng rã này. Giống như người ta đã có một nhà thơ nói là thoạt tiên reo một chuỗi cười, ngón mềm nhún nhảy trên 16 cây. Nhưng mà đối với bài buồn cũng là cái á đó, nhưng mà chúng ta lại nghe này. Nó không còn là rộn rã như tiếng cười nữa, mà thoảng nghe như tiếng thở dài, ngón tay nhỏ lẻ trên 16 cây. Chỉ là một động tác như hệt nhau, nhưng mà tùy theo cái tình cảm của mình mà mình diễn tả ra nó khác nhau. Đồng thời ví dụ muốn tả như nước chảy thì mua cái này không thôi, mình cảm thấy là nó chưa được đầy đủ, lúc đó những nhạc sĩ thêm vô. Chúng ta hình dung như là một dòng nước đang xoáy. Thế rồi không phải là á và kéo bên này không nữa. Nếu mà các bạn muốn có một cái cảm giác gì nó hơi sợ sợ ma đó chẳng hạn đó, thì người ta không xài cái áo như này nữa, người ta xài hay lắm. Thành ra tự nhiên xem cái chỗ đó tự nhiên mình thấy hơi nổi gai ốc lên chút xíu đó. Thì như vậy là chúng ta thấy là có nhiều cái điểm riêng cái tay mặt không thôi là khai thác cái gì. Xong rồi bây giờ nếu đàn tranh chúng ta chỉ là bình thường như thế này không thì nó sẽ có một cầu âm thôi, tức là nó tiếng nó trong trẻo như vậy. Nhưng nếu mà toàn bài như vậy không á thì bây giờ mình cảm thấy là muốn có một cái gì nó hơi duyên dáng hơn, hơi khác đi một tí xíu, mình có thể đổi như thế này.
cùng một cái kỹ thuật đó được. Hoặc là nếu bây giờ mà cần đang cảm một bài mà bây giờ chặn tay thế này cũng không kịp, tại vì nếu nó nguyên một bài thì làm sao mình rung với tay này nữa. Mà cái kỹ thuật tay trái rung nhấn rất là quan trọng của chúng ta, thì như vậy ở đây sẵn có cái sợi dây rung này, chúng ta có thể kéo lên. Nhiều khi người ta xài trên một dây này, tức là sông lắm hết. Chúng ta nghe một cái nghe giống như là cái sông là cái âm thanh của cái đàn bầu. Đó, nghe một cái bội âm của cái âm thanh đó, và bội âm này cũng có thể là đàn trên một sợi dây này như thế này nữa. Người nhạc sĩ có riêng cái cây đàn của mình, thành ra mình chấm sẵn cái điểm và biết là nó lan ở chỗ nào. Bởi vì nếu các bạn mà đàn lần đầu thì cũng biết là trên một sợi dây đó, nhưng mà mình phải gảy đúng cái điểm đó và chặt tay đúng chỗ nào đó mới bật ra cái âm thanh cao lên. Thì đấy đại khái là một số những cái kỹ thuật. Thì tôi nghĩ là còn nhiều lắm mà thời gian rất tiếc là không cho phép. Thế thì bây giờ chúng ta xem thử, nghe thử một bản nhạc. Đây là bản của Trương Thiên Lương, tôi viết cho cây đàn tranh. Và đặc biệt trong bài này thì cái khúc thức chúng ta thấy nó cũng hơi khác với cổ truyền của chúng ta. Có thể là trước ví dụ một bài là đang vui xong mình chuyển qua buồn, nhưng mà cái tốc độ nó không có chia ba chia bốn ra nhiều giống như sáng tác mới bây giờ. Thì trong bài này á, bài của Thu Hương này, chúng ta sẽ thấy có cảm giác giống như cái lúc mở đầu vào, giống như là ngọn gió nên đang đưa những các cái lá uông, những lá lại một chỗ, sau đó thì đi vào tốc độ. Và đoạn giữa thì là đoạn Kadanda, tức là đoạn ở trên chỗ ngón, thì chúng ta thấy là phản phất của cái hơi sa mạc. Và cuối cùng thì âm thanh sẽ là dồn dập. Như vậy là nguyên cái bản đó thì về cái hình thức viết nó cũng hơi khác với nhạc cổ truyền. Và trong đó các bạn để ý thấy một cái kỹ thuật là sẽ chặt tay qua bên này nó kịp, hoặc là gốc từ tay tức là chặn như thế này đó, cũng là một vài cái mà làm cho âm thanh không ngân lên được. Thì đấy cũng là một vài cái điểm mà chúng ta không thấy ở trong nhạc cổ. Thế là bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta thưởng thức bài Mùa Thu Quê Hương qua phần biểu diễn của em Nhân Kiều Vũ Trinh.
bầu sáo chẳng hạn, mỗi một nhạc cụ là một cái nhạc cụ thôi. Nhưng mà bây giờ thì do cái tính cách là có rất nhiều em cùng học cùng trình độ, hoặc là muốn hòa với nhau cùng một loại đàn, thành ra để mình có thể hòa hợp với nhau đó, thì sau đây là ba em của tiếng hát Hương xin trình bày một bài nữa để kết thúc cái phần giới thiệu qua về mấy kỹ thuật mới. Đây là bài này rất quen thuộc đối với các bạn trẻ, thành ra chắc phải là giới thiệu thêm bài. Yêu cầu cái gì mà gần với nhau trong cái truyền thống âm nhạc. Rồi mấy em bây giờ bắt đầu thì vừa kế thừa mà vừa muốn phát triển, thì là cái điều đó là cái ý tốt. Thế nhưng mà trong khi phát triển đó cũng nên cẩn thận, là đừng có quá chú trọng những cái số lượng mà quên những cái chất lượng. Khi mà có 100 cái đàn thì cũng là tốt lắm, nhưng mà 100 cái đàn phải cho hay. Chứ 100 cái đàn mà đàn dở thì cái dở nó như cho 100 thì đã rất là nguy hiểm lắm. Cho nên vì thế mà cho nên chúng ta khi đi nói chuyện số lượng nên nhấn đi đôi với chất lượng. Khi mà nói đi tới cái bay bướm thì luôn luôn nhớ đi tới một bên, kèm một bên cái tế nhị. Thì điều đó là cái điều muốn dặn dò mấy em. Còn mấy em nào mà chưa học đàn tranh đừng có sợ. Cái đàn tranh kể ra là cái đàn, một cái đàn dễ thương nhất mà dễ chịu nhất. Không biết đàn gì hết, đưa tay ra nó rà qua rà lại một cái thì nó nghe cũng là bắt đầu thấy nghe dễ chịu trong tay rồi. Chứ khó là những cái đàn nhị mà kéo tầm bậy tầm bạ đó thì nghe như là người ta nó xe kéo bò bò kéo xe một hồi thì chịu không nổi đâu. Là còn những cái đàn bầu mà đánh không đúng đó thì đánh ra nó nghe cái tiếng gì chứ không phải là cái tiếng Mỹ non của cô con gái. Thì do đó là mấy em có thể bắt đầu học được đàn tranh
học được từ bầu, học được từ nguyệt, học được từ nhĩ. Nếu mà càng có được nhiều như thế thì là rất may mắn. Chứ còn khi chúng tôi đi qua bên Phi Luật Tân, chúng tôi dạy học, mà khi nói chuyện về dân ca, nói chuyện xong thì có mấy em chạy bước lên nắm tay tôi mà nói mà nước mắt lưng tròng. Nó nói thưa thầy, khi em nghe thầy nói là cái bài dân ca này trong đất nước Việt Nam có những cái bài người ta ha, người ta ca, người ta hát đồng thời, thầy còn hát lại được, còn được tiếng hát của dân tộc Việt Nam. Chúng em nhớ lại về Tagalog, chúng em không còn bài nào mà để nói cái chuyện lại âm nhạc Việt Nam, âm nhạc của Tagalog nữa. Toàn là những bài nhạc mới, là bởi vì 3 thế kỷ bị đô hộ Tây Ban Nha, 80 năm đô hộ người Mỹ. Thành chúng em bây giờ mất cả tên, cả họ, mất cả tiếng nói. Thì bây giờ tìm mãi ra không ra được cái bản Tagalog từ ngày xưa để lại, để em nói mà nước mắt chảy. Thì thôi các em nên ráng giữ để đừng làm sao cho mấy chục năm sau bỗng nhiên có tới một thời đại nào, nếu mà bỏ nó luôn rồi nó sẽ mất đi. Nó chừng như mình nhớ lại không biết cái bài dân ca Việt Nam là có từ đâu mà nó có từ làm sao. Thì đừng có bị khóc như mấy em ở Tagalog, nói tiếng Tagalog ở bên Phi Luật Tân. Đừng có bị như những người nhạc sĩ ở bên Mông Cổ, mà khi bây giờ hỏi cái đờn gia tắc đâu thì không còn ai biết cái gia tắc xưa như thế nào, không còn ai đờn được độc tấu nữa, mà chỉ đờn hợp tấu theo những tiếng ca. Thì cái đó nó là tức là một cái truyền thống mà nó bị ngưng lại, một cái dòng truyền thống nó không còn trải dài, mà từ xưa đến nay bắt đầu nó ngưng lại, mất cái nguồn. Mà khi một cái con sông mà mất cái nguồn rồi thì sông sẽ khô, dòng sẽ cạn. Một cái rễ cây mà mất rễ rồi thì lá sẽ không còn xanh, hoa không còn tươi, trái không còn ngọt. Thì điều đó rất là tiếc. Cho nên mong là mấy em vừa học hành mà vừa luôn luôn nhớ lại cội nguồn, nhớ lại cái gốc rễ. Bởi vì truyền thống Việt Nam không phải nở giữa nửa lưng trời, mà truyền thống Việt Nam bắt rễ trên mảnh đất phì nhiêu của truyền thống. Thì mấy em nhớ như vậy để đặng mà làm sao cho cái mảnh đất nó có được cái sức sống của tuổi trẻ. Đừng để cho những người lớn tuổi ngày nào phải qua rồi không biết tìm ra đâu được một cái sức sinh lực mới. Cái sinh lực mới đó trông cậy nó mấy em, cái sinh lực mới đó trông cậy vào tuổi trẻ. Thì ngày hôm nay nói chuyện ở đây cho mấy em nghe, ngày sau mong rằng trong khi nói chuyện đó không phải có một em, hai em, bốn em, năm em, mười em có thể đờn được, có thể hòa chung được. Thì chừng đó những cái người tuổi cao như là bạn tôi Điển Bảo nhà tôi, có khi mà có khi cần phải ra đi, có khi phải trở về với các bụi, cũng còn vui rằng thấy rằng khi mình đi rồi truyền thống nó sẽ không còn mất, truyền thống nó sẽ còn vĩnh viễn. Và truyền thống đó nó dính liền với bản sắc dân tộc Việt Nam, nó dính liền với tiếng nói con người Việt Nam, nó dính liền với tất cả cái gì tha thiết nhất của người Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả các bạn, xin cảm ơn các bạn. Xin thưa là mình có người lao động đã đăng một cái bài cảm tưởng của thầy Trần Văn Khê là trong cái đề gọi là giới trẻ không quay lưng với âm nhạc truyền thống. Đó là cái cảm nhận của thầy Khê đối với học trò của mình ở khóa 96. Hôm nay thầy Khê giới thiệu về cái đàn tranh, nét độc đáo của đàn tranh của Việt Nam so với các nhạc cụ mà dùng đồng loại ở châu Á. Thì sau cái nghe rồi đó thì thầy cũng muốn rằng là các em có cảm nhận gì hoặc là có thắc mắc gì hỏi thầy Kê hoặc là thầy Vĩnh Bảo. Phải nói là thầy Vĩnh Bảo là người rất có công cho nó làm phong phú cải tiến cái cây đàn, tính cây đàn tranh. Thì em có thắc mắc gì không hay cảm nhận gì không thì em cứ mạnh dạn lên đây dành một ít phút trước khi mà đầy điều chuyển phát biểu. Thưa, sau một buổi học với giảng dạy của giáo sư Trần Văn Khê, em xin đại diện cho các anh chị và các bạn bên khoa du lịch xin có một đôi lời cảm tưởng về buổi học hôm nay. Nếu trước đây chúng ta đã từng nghe nói đàn tranh, thế nhưng để tìm hiểu và để tìm hiểu các kỹ thuật của đàn tranh thì có lẽ lần đầu tiên đây là lần đầu tiên một buổi học mà giúp ích cho chúng em rất nhiều, như là các cái thủ tục đàn hoặc là những
đây như là cái nét độc đáo của đàn tranh của chúng ta so với lại các cái một số cái nhạc cụ đồng loại ở châu Á. Qua một buổi học hôm nay là hãy phần nào giúp cho chúng em có một kiến thức về một một trong những nhạc cụ của dân tộc Việt Nam, và qua đó chúng em cảm thấy tự hào và hy vọng rằng chúng em có thể học cái cây đàn tranh này sau cái buổi kết thúc của bài giảng của thầy. Xin cảm ơn bài giảng của thầy. Sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tôi là một cái nát quê hương, Cung Văn hóa Lao động Thành phố sẽ cấp một số học bổng, mỗi học bổng trị giá 700.000 đồng dành cho các học viên câu lạc bộ theo các môn đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị, sáo trúc và dân ca. Điều kiện tham gia dành cho thiếu niên dưới 30 tuổi. Thời gian học bắt đầu là từ tháng 11 năm 99 đến tháng 11 năm 2000, nhưng lúc nào cũng có khóa. Thời gian phát đầu bổng là tháng 12 năm 2000, căn cứ vào sự nỗ lực và kết quả học tập của học viên. Như vậy muốn học bổng về học tập. Ngoài ra còn có học bổng dành cho học viên trên 60 tuổi. Đây chắc là có quý vị là trên 60 tuổi. Trên 60 tuổi. Như vậy ít ra là có 4 học viên. Thế thì học viên thiếu niên dưới 30 tuổi có bao nhiêu giơ tay coi? Đến 11 giờ chủ nhật hàng tuần ở phòng số 3 khu hành chánh, khu văn hóa lao động, tức là bắt đầu tuần sau rồi phải đăng ký rồi. Giờ này là phải đăng ký bắt đầu tuần sau mới nghe. Có lẽ là một cái chút nữa thì thầy Hy sẽ nói, nhưng mà những cái lời mà các sư trưởng thầy cho nói lại họa bằng những tên đài. Tôi ngồi tôi thâm thiên vô cùng và nhìn thấy, nghe thấy cái tiếng đàn tranh cần mấy giây quyện vào nhau, bàn tay trái bàn tay phải âm dương hòa hợp thành một điệu múa, một bài thơ vô cùng thâm thiên. Thì rõ ràng mình phải công nhận là cái chất âm dương và ngũ hành đã thấm nhuần vào óc của người Việt Nam và một số dân tộc ở miền Đông Nam Á này. Nó thể hiện trong mọi sinh hoạt của con người. Tôi chỉ là ngay từ khoa học cho đến họa, âm nhạc, điêu khắc. Và tôi nghĩ rằng không có gì lạ hết. Bởi vì con người có một tâm hồn, không phải chỉ có một thể xác, thì thể xác tâm hồn quyện vào nhau để thành một cuộc đời sống có ý nghĩa. Thầy tôi xin cảm ơn một lần nữa cảm ơn thầy Khê quay về trường chúng ta hàng năm để sinh hoạt với chúng ta. Và cái tôi mừng nhất và cảm động nhất là để thể hiện cái nguyện vọng của anh em chúng tôi làm thế nào mang được cái bản sắc của dân tộc vào trường Hùng Vương. Đồng thời đừng quên là chúng ta ở thế kỷ 20 sang thế kỷ 30 rồi, thì chắc chắn không thể không có tăng trưởng và thay đổi. Và hôm nay chúng ta đã nghe các bạn trẻ cũng trên tinh thần khoa học và cả trên tinh thần dân tộc làm thế nào cái đàn tranh mỗi ngày một phát triển. Nhưng mà cũng tôi xin rất đồng tình với giáo sư Trần Thanh Thiên, đừng để mất bản sắc nha, mất bản sắc thì hết không còn gì nữa đâu. Tiếng trống tiếng kèn dùm beng lên thì mất cái tiếng sáo, mất rồi, nguy hiểm lắm. Điểm thứ hai, tôi ngồi tôi nghĩ tới đàn tranh rồi lại nghĩ lại, luôn luôn tôi nghĩ thế thì cái chốc của con trung làm thế nào
đánh lên mà đến quân phủ nghe tiếng mà phải chạy thì không phải một chống, 14 cái chống, y như 12, 16, 25 giây của đàn tranh. Mường tượng quân thù mà nghe thấy cần tiếng chống, tưởng tượng không phải một vạn quân mà hàng trăm vạn quân, sợ là phải thôi. Vậy do đàn nhạc vừa làm im dịu lòng người, nhưng mà đừng quên nhạc cũng là một lợi khí để thắng được quân thù. Bài hát của nước Pháp này, Marseillaise đấy, đứng lên bằng tiếng nhạc, cũng như chúng ta đã đứng lên bằng những tiếng nhạc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp chống Mỹ. Đừng quên được. Địa điểm thứ hai, tôi là nhà y khoa, tôi vừa nghe tôi vừa suy nghĩ. Bây giờ chúng ta giải phóng được xem được rồi, thầy biết rồi. Và nếu tôi muốn được như thầy Khê á, được lắm ạ. Và tôi mừng được này, biệt trăm người vui đây có thầy Khê, có Picasso, có cả Leo de Vinci. Tôi không biết thầy Khê sẽ là người gì nhỉ. Nhưng mà thầy sao không? Một tôi nghĩ rất hay. Nếu trong tương lai đây mỗi người chúng ta, tôi khao khát học đã quá mà không làm được. Rồi biết đâu kiếp sau á, tôi có nghe là không phải là ý nữa, nhưng mà trong đó tôi có cả cái khiếu biểu nhạc thì đời vui vô cùng. Và nếu tất cả chúng ta đều như thế, vẽ cũng được, hát cũng được, họa cũng được, cái gì cũng được cả, thì thế giới con người vui lắm. Miễn là này, miễn là mang những cái hay cái đẹp đó đừng để ra chiến trường, biến những cái đó thành một cái hòa bình thế giới thì tuyệt vời. Các bạn ạ, tuyệt vời. Và tôi chắc rằng ngày kia chắc chắn đạt được thôi. Một cái nhà trai được ngay là có gì, với con trai gái có gì đâu, được hết. Nhưng mà tôi nghĩ mãi, nếu không cẩn thận cả thế giới thì có trai không thì nguy quá, hoặc có gái không thì nguy quá, mất âm dương thì rất là nguy. Đấy, mất âm dương thì nguy lắm. Nói là dù khoa học đi đến đâu, đừng quên nếu không có chính lý về đời sống, không có quan điểm đời sống, không có vũ trụ quan, không có nhân sinh quan, thì là con người gốc, không phải con người. Và dám sinh quái thai lắm. Và đó là sự băn khoăn của các nhà khoa học bây giờ, đừng có đùa. Vậy lần nữa là trường của Vương đã có lý, đã có lý. Và tôi có nói này, cái ngày mà truyền thống, mỗi một trường đại học nên có một cây mũi nhọn. Chúng ta có 16 đại học dân lập, thì tôi mong rằng mỗi một đại học dân lập có một mũi nhọn của mình. Cái là gì? Đừng có hòa như thế này cả. Cái gì có cái lên đi, cái gì? Nếu mà mỗi một trường như thế này có 16 cái lên thì đẹp quá như thế này, thì 16 cái lên đó lại quẹt với nhau nữa, và cứ thế. Và tôi cho đó mới là đại học. Cũng như các em sinh viên trong một lớp, tôi mong rằng có những người trội lên chứ, đặc biệt lên chứ. Nhưng mà những cái người đặc biệt đấy lên đó không phải cho mình, cái đó là cái khó. Trường của Vương nếu có cái gì của nhỏ là gì? Là vẫn đừng quên là chúng mình ở trong một tập thể, thì cái mũi nhọn đó giúp những cái trường khác cũng đi lên. Và nếu như thế thì là chúng ta chắc chắn vào ngày kia không thua như thế này, và sẽ hơn thế nào, bởi chúng ta có cái chiến lý âm dương vượt qua mà các nước ông chồng không có. Tôi đang can đoan quý vị, ngày hôm qua tôi nói mới là các học viên cái lớp bồi dưỡng về y học dân tộc này, các bạn đừng quên là chúng ta có một cái nền y học hàng ngàn năm rồi nhé. Thế gì? Ngày nào đó, ngày nay tôi chịu, bây giờ tôi chịu, tôi thua, tôi chạy theo, tôi không kịp. Nhưng mà các bạn, một ngày nào đó các bạn phải để cho người Âu Châu chạy theo Việt Nam kịp. Như thế mới là đại học. Và như thế là ước mong của những cái người đến tuổi này rồi là trở nên làm gì? Chắc không phải cho tôi, mà cho các bạn. Thầy Khê cũng vậy. Đến với các em đâu có phải vì thầy Khê. Trời đất ơi, thầy
rời bát nghệ này, ngồi trong cái lớp chật chội như này, nó lúc đổ mồ hôi, đâu có ai có thấy, có biết cái này đổ mồ hôi biết không? Không. Để kết luận thế này, là chúng ta rất là mừng, là đã có thầy Khê là một người của chúng ta trong đời mình, một người anh cả, một người thầy, một người bạn tuyệt vời. Nếu được nhiều như thầy Khê thì mỗi một ngành có một người như thầy Khê thì đẹp quá. Công nghệ thông tin có một thầy như thầy Khê, anh văn có một người nữa như thầy Khê kết hợp với thầy Điện, như thế thì trường của cô chắc chắn lên. Và nếu chưa được thì các em sẽ phải làm. Tôi xin đề nghị như thế, ngày nay trước rồi thì các em sẽ làm cái nhiệm vụ tôi vừa nói. Nghĩa này là khi các em ở đây phải ra trường thì đừng quên cái vùng vương và quay trở lại vùng vương, xây dựng nó như tôi nói ngày hôm nay, thì đó là hải bão của vùng vương. Và như thế ấy, đáng xứng đáng là cái tên của vùng vương, vùng thương không phải bất công. Vùng vương là đùm bọc có yêu thương, vùng bọc là đại gia đình, đó là vùng vương. Chứ còn chỉ vì cá nhân, chỉ vì đề vị quên mất cái tập thể thì không phải là bánh trinh bánh trần. Một lần nữa xin cảm ơn các thầy. Thì cảm ơn thầy Khê. Thank you.